Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 15 tháng 5 năm 2016, Chúa Nhật, Chúa Thánh Thần hiện xuống. Bài đọc hôm nay có tên là Hãy nhận lấy Thánh Thần. Lời Chúa trong sách Gioan chương 20 câu 19 đến 23. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cảnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Lời suy niệm. Lúc đến Ephesus, Phaolô hỏi một số môn đệ ở đó: Khi vào đạo, các ông đã nhận lãnh Thánh Thần chưa? Họ trả lời: Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói tới. Chúng ta đã được nghe nói và đã lãnh nhận Thánh Thần, nhưng có thể Ngài vẫn là đấng xa lạ với ta. Bí tích thêm sức chỉ còn là một kỷ niệm đẹp, nhưng nó không làm ta ý thức về sự hiện diện của Thánh Thần, đấng đang ở trong ta và sai ta đi làm chứng. Khi Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ, Ngài đã làm một việc quan trọng. Đó là mời họ tiếp tục sứ mạng mà Ngài đã bắt đầu. Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Hãy đi loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Trong tin mừng hôm nay, Đức phục sinh nói với các môn đệ: Như Cha đã sai Ngài, Thầy, Thầy cũng sai anh em. Đức Giêsu cho các môn đệ được tham dự vào sứ mạng của mình. Chỉ có một sứ mạng duy nhất là sứ mạng Chúa Giêsu nhận được từ Chúa Cha. Sứ mạng của các môn đệ nối dài sứ mạng duy nhất ấy. Ai sẽ giúp các ông thực hiện sứ mạng này? Ai sẽ cho các ông sức sống để dám mở toang cánh cửa mà lên đường loan báo tin mừng phục sinh? Sức sống ở nơi hơi thở. Đức Giêsu phục sinh đã trao hơi thở của mình, hơi thở của sức sống thần linh cho các môn đệ. Khi được trao ban Thánh Thần, họ trở thành con người mới, sẵn sàng lên đường. Thánh Thần chẳng ở xa mỗi người chúng ta. Ngài có mặt khi ta rung động trước một đoạn lời Chúa và muốn sống lời Chúa trong đời thường. Ngài có mặt khi ta gọi tên Chúa Giêsu trên môi và gọi Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ ái. Ngài có mặt khi ta muốn tiến một bước mới trong đời sống cầu nguyện, trong đời sống thiêng liêng. Thánh Thần chẳng ở xa giáo hội. Ngài làm cho giáo hội được hiệp nhất bằng cách ban những đặc sủng khác nhau cho nhiều người để họ phục vụ lợi ích chung. Ngài hiện diện nơi các vị lãnh đạo giáo hội, nhưng Ngài cũng có mặt nơi các nhóm giáo dân. Ngài hiện diện trong các bí tích, trong mỗi thánh lễ. Ngài thánh hóa bánh rượu để chúng trở nên mình và máu Đức Kitô. Thánh Thần là linh hồn của giáo hội. Không có Ngài, giáo hội chỉ là một cơ cấu đáng ngờ. Nếu chúng ta mềm mại hơn để cho Ngài dẫn dắt, nếu chúng ta bớt cứng cỏi để cho Ngài canh tân, nếu chúng ta đừng dập tắt tiếng của Ngài, thì chúng ta sẽ thấy những biến đổi kỳ diệu. Lời cầu nguyện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến như cơn gió mát, thổi vào đời con, thổi vào giáo hội, thổi vào thế giới để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do thanh thoát. Xin Ngài hãy đến như dòng nước trong chảy vào đời con, chảy vào giáo hội, chảy vào thế giới để cuốn trôi đi mọi nhơ nhớp, khô cằn, cứng cỏi, và làm bật dậy những mầm xanh sự sống nơi chúng con. Xin Ngài hãy đến như ngọn lửa hồng chiếu sáng đời con, chiếu sáng giáo hội, chiếu sáng thế giới,
để chúng con không còn đồng lõa với tối tăm, nhưng mang trong tim một ước mơ nóng bỏng, đó là làm cho vũ trụ này rực sáng tình yêu. Amen.